Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà tác dụng dựa trên việc sử dụng năng lượng được giải phóng trong phản ứng hạt nhân không điều khiển. Các nhân tố hủy diệt của vũ khí hạt nhân là sóng xung kích, bức xạ xuyên, bức xạ quang, nhiễm xạ và hiệu ứng điện từ. Hiện nay trên thế giới có 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân, tức là đã cho nổ hay đã dùng vũ khí hạt nhân. 5 quốc gia trong số đó được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, viết tắt là NPT, xem là các quốc gia có vũ khí hạt nhân, bao gồm Mỹ, Nga, trước đó là Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Quốc. 3 nước không ký vào hiệp định này thực hiện các thí nghiệm cho nổ vũ khí hạt nhân bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Nhiều người tin là Israel có vũ khí hạt nhân, dù quốc gia này không phủ nhận hay xác nhận việc này. Iran và Syria đang bị nghi ngờ có các chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có chương trình hạt nhân. Có 4 quốc gia từng sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng đã từ bỏ, đó là Kazakhstan, Belarus, Ukraine và Nam Phi. Kazakhstan, Belarus và Ukraine từng sở hữu một số lượng lớn đầu đạn hạt nhân cũ từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, cả 3 quốc gia này đã giao nộp lại cho Nga và ký vào hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Nam Phi cũng từng sản xuất một số quả bom hạt nhân vào những năm 1980 và được cho là đã tiến hành một số vụ thử cùng với Israel, nhưng đã phá hủy chúng vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước và tham gia vào hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Có 5 quốc gia không tự sở hữu và sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng đang được chia sẻ bởi Hoa Kỳ, đó là Bỉ, Đức, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Trước đây, Canada và Hy Lạp cũng tham gia chương trình này. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với số liệu chính xác nhất cho đến thời điểm hiện tại về số lượng vũ khí hạt nhân cũng như các quốc gia sở hữu trên thế giới, theo thống kê của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 15.000 vũ khí hạt nhân nằm rải rác ở 9 quốc gia. Con số cụ thể ở mỗi nước như sau. Nga, 7.000 vũ khí hạt nhân. Trong 7.000 vũ khí hạt nhân của Nga, có 1.910 loại vũ khí đã triển khai, còn dự trữ chưa triển khai hoặc dùng vào mục đích khác là 2.390, không dùng đến hoặc chờ phá hủy là 2.700. Liên Xô bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân của mình trong những năm 1940 sau khi biết được các thông tin về dự án Manhattan của Mỹ. Ngày nay cũng giống như Mỹ, Nga dường như đang đầu tư nhiều cho việc hiện đại hóa và gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình. Tháng 10 năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông muốn hỗ trợ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của thế giới và sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, ông Putin cũng nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục phát triển chương trình của mình một khi các quốc gia khác vẫn tiếp tục hành động như vậy. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Putin đã nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Chỉ có 2 lý do khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân: đối phương tấn công chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân hoặc thông thường. Trong trường hợp thứ hai, loại vũ khí này chỉ được triển khai nếu sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa. Mỹ, 6.800 vũ khí hạt nhân. Trong đó 1.800 vũ khí hạt nhân đã triển khai, 2.200 đang nằm trong kho và 2.800 không còn sử dụng hoặc chờ tháo dỡ. Mỹ bước vào kỷ nguyên hạt nhân dưới thời Tổng thống Roosevelt năm 1942 khi quân đội nước này khởi động dự án Manhattan, dẫn tới vụ nổ bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã thay đổi vĩnh viễn cách thế giới nhìn nhận về công nghệ hạt nhân sau khi thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng ngay tức thì. Tuy là thành viên của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ là quốc gia từ chối ký kết chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên. Đầu năm 2017, cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gia tăng các khoản đầu tư lớn thúc đẩy năng lực hạt nhân của Mỹ. Ông Joe Biden phát biểu, cho tới khi nào các quốc gia khác không còn sở hữu vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để chống lại chúng ta, nước Mỹ vẫn phải duy trì kho vũ khí hạt nhân an toàn, an ninh và hiệu quả để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào chúng ta và đồng minh. Ông cho biết thêm, điều đó giải thích tại sao chúng ta tăng đầu tư để duy trì kho vũ khí và hiện đại hóa các cơ sở hạt nhân. Tổng thống Donald Trump cũng từng bày tỏ ủng hộ tiếp nối kêu gọi của người tiền nhiệm Barack Obama về việc tái cấu trúc kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tôi muốn hiện đại hóa và sắp xếp lại toàn bộ. Mỹ dự tính sẽ chi khoảng $400 tỷ trong thời gian 10 năm
để duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này. Pháp, 300 vũ khí hạt nhân. Trong đó đã sử dụng 290 vũ khí hạt nhân, còn lại 10 vũ khí và không có quả bom hạt nhân nào phải phá hủy. Pháp bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Tổng thống De Gaulle cho rằng Paris cần có các khả năng quốc phòng độc lập với Mỹ và NATO. Trong khi Pháp sở hữu vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, nước này tuyên bố không có vũ khí hóa học hay sinh học và là một thành viên của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo luật của nước này, một trong bốn chiếc tàu ngầm nguyên tử của họ sẽ phải tuần tra ở biển Đại Tây Dương, giống như chính sách của Anh đề ra trước đó. Năm 2008, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tái khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân của nước này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ông Sarkozy cũng tuyên bố cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống còn một nửa so với số đầu đạn mà Pháp sở hữu nhiều nhất thời kỳ chiến tranh lạnh. Trung Quốc, khoảng 260 vũ khí hạt nhân. Trung Quốc chưa từng sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng quốc gia này cũng dự trữ khoảng 260 loại vũ khí hạt nhân. Trung Quốc thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên vào năm 1964. Giống như Ấn Độ, Bắc Kinh áp dụng chính sách không tấn công hạt nhân trước, nhưng một số nước trên thế giới bày tỏ sự hoài nghi về cam kết này. Thực tế, Bắc Kinh rất giữ bí mật về số lượng vũ khí hạt nhân của mình, nên khó đoán chính xác nước này đang sở hữu bao nhiêu. Các viện nghiên cứu phương Tây được nhiều người biết tới như Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển hay Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London dẫn ra các tư liệu mà theo chúng thì Trung Quốc có không quá 250 lượng nổ hạt nhân. Còn nếu đánh giá kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc theo khả năng sản xuất của nước này thì Bắc Kinh có ít nhất phải vài ngàn, còn tối đa thì phải vài chục ngàn lượng nổ. Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên vào năm 1964. Chẳng lẽ suốt 47 năm qua nước này chỉ chế tạo có 250 lượng nổ? Trong khi đó, Pakistan, theo chính những nguồn tin nêu trên, có khả năng khoa học và tiềm lực sản xuất không thể sánh với Trung Quốc. Trong vòng 13 năm đã sản xuất được 120 đến 140 lượng nổ. Nhưng toàn bộ sự phi lý này lại được nhiều tờ báo ở nước Nga và phương Tây đăng tải. Năm 2018, Trung Quốc dự tính sẽ cho ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ kế tiếp, có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới và mang tới 10 đầu đạn hạt nhân. Trước đó năm 2016, các tên lửa hạt nhân tầm xa tương tự có thể tấn công lãnh thổ Guam cũng được Trung Quốc tiết lộ, tạo nên cơn địa chấn cho các cơ quan quốc phòng Mỹ. Vương quốc Anh, 215 vũ khí hạt nhân. Trong tổng số 215 vũ khí hạt nhân, Vương quốc Anh đã dùng 120 vũ khí hạt nhân và đang sở hữu 95 vũ khí. Không giống với các quốc gia hạt nhân khác, Anh lập luận rằng họ cần vũ khí hạt nhân chủ yếu cho mục đích phòng vệ. Khả năng răn đe hạt nhân của Anh được gọi là Trident, gồm 4 tàu lớp Vanguard có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Trident 2D5, mỗi quả trang bị tới 8 đầu đạn hạt nhân. Giai đoạn 2010-2015, Anh đã cắt giảm 40 đầu đạn hạt nhân. Hiện nay dù tiếp tục đà này, nhưng Anh vẫn duy trì lực lượng hạt nhân tối thiểu, đủ để đạt được các mục tiêu phòng vệ cần thiết. Pakistan, khoảng từ 120 đến 140 vũ khí hạt nhân. Mặc dù Pakistan chưa dùng vũ khí hạt nhân, một số dữ liệu cho biết quốc gia này có khoảng từ 120 đến 140 vũ khí hạt nhân các loại. Trái ngược với chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước của Ấn Độ, Pakistan lại không loại trừ khả năng tấn công hạt nhân trước tiên. Cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1971, cũng như mối đe dọa từ các khả năng hạt nhân đang phát triển của Ấn Độ, đã khiến Pakistan phải xúc tiến chương trình hạt nhân của mình. Năm 2014, Pakistan bắt đầu phát triển các vũ khí hạt nhân chiến thuật là những đầu đạn nhỏ hơn để sử dụng trên chiến trường, thay vì chống lại các cơ sở hạ tầng hay thành phố lớn. Những vũ khí này đủ nhỏ để có thể phóng đi từ những tàu chiến hay tàu ngầm, khiến chúng dễ dàng được sử dụng một cách nhanh chóng so với vũ khí hạt nhân truyền thống. Pakistan cũng được cho là đang gần hoàn thiện bộ ba hạt nhân của mình, có khả năng tấn công tên lửa từ trên không, trên bộ và trên biển. Ấn Độ, 130 vũ khí hạt nhân. Ấn Độ vốn có quan hệ thù địch với nước láng giềng Pakistan và căng thẳng giữa hai bên càng trở nên phức tạp hơn bởi cả hai đều có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên gần hai thập kỷ qua, hai quốc gia này đã cố gắng tránh leo thang xung đột hạt nhân. Năm 2003, Ấn Độ, nước không phải thành viên của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, tuyên bố chính sách không sử dụng trước, nghĩa là New Delhi cam kết sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, trừ khi bị tấn công trước bởi một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Động cơ khiến Ấn Độ phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm đối phó với các hành động hung hăng của Trung Quốc từ những năm 1960. Kể từ đó, Ấn Độ đã thử nghiệm nhiều thiết bị hạt nhân, từng buộc Mỹ phải trừng phạt rồi sau đó lại gỡ bỏ. Israel, 80 vũ khí hạt nhân. Chính phủ Israel không chính thức khẳng định nhưng cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Quốc gia Trung Đông này được cho là đã phát triển vũ khí hạt nhân từ nhiều thập kỷ qua. Năm 1986, cựu chuyên gia kỹ thuật hạt nhân Mordechai Vanunu đã tiết lộ về sự tồn tại chương trình này của Israel. Các đồng minh phương Tây như Mỹ và Anh thì ngấm ngầm ủng hộ chính sách giữ bí mật chương trình hạt nhân của Israel. Bắc Triều Tiên, 60 vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm qua, Mỹ đã luôn cố gắng thương thuyết với Bắc Triều Tiên để kiểm soát chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, thỏa thuận khung đạt được năm 1994 giữa hai nước dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton cuối cùng cũng thất bại. Năm 2003, Bắc Triều Tiên chính thức rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. 3 năm sau, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, Bắc Triều Tiên liên tục đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các nỗ lực kiềm chế của nhiều đời Tổng thống Mỹ. Ngày nay, theo ước tính, Bắc Triều Tiên đang có khoảng 60 vũ khí hạt nhân. Về sức mạnh đáng sợ của vũ khí hạt nhân, theo nghiên cứu của Telegraph, khoảng gần 15.000 vũ khí hạt nhân đang tồn tại trên thế giới, đủ để giết chết hàng trăm triệu người và san bằng nhiều thành phố. Riêng kho vũ khí hạt nhân mà Nga và Mỹ sở hữu đã có sức công phá tương đương 6.600 megaton, tức bằng 1/10 tổng số năng lượng mặt trời mà trái đất tiếp nhận mỗi phút. Đáng chú ý, một quả bom B-83, một loại bom lớn nhất của Mỹ, nếu phát nổ có thể giết chết 1,4 triệu người trong vòng 24 giờ đầu tiên. Hơn 3,7 triệu người sẽ bị thương vì bán kính bức xạ nhiệt 13 km của loại bom này. Tương tự, một quả bom sao Hoàng, loại bom có sức công phá kinh hoàng nhất trong lịch sử vũ khí hạt nhân, nếu được thả xuống thành phố New York, Mỹ, có thể khiến 7,6 triệu người thiệt mạng và 4,2 triệu người bị thương. Bụi phóng xạ có thể bao phủ diện tích 7.880 km, tiếp tục tác động lên hàng triệu người. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!